loa, tổ dân phố Hỏa Diệm Sơn xin được thông báo, vì lý do nước bẩn nên chúng tôi sẽ cắt nước trong thời gian ngắn 364 ngày. Đề nghị bà con đi hứng nước. Vợ à, nước tắm rất hôi, cả người anh đen quá thôi. Vì ngày qua nước còn bị dơ ấy do anh thờ ơ. Cả ngày anh ngắm các em, ngắm bao giờ chẳng chịu update hot trend. Vì dầu loang cất một tuần qua, thế anh tắm làm sao à? Thôi đây giờ anh tắm đi, một số nhé honey. Em xem người toàn vết loang, một số hết sao được. Vậy anh đi xếp hàng, đừng đòi hỏi nhiều. Nước còn từng đây, em nấu cơm. Ôi ngứa quá. Thân tôi giờ như phát điên, người cứ ngứa điên miền. Tôi vẫn còn chưa tắm xong, đầu toan bóng xà phòng. Khổ thân ông gãi toạc cả đầu rồi này. Ông làm sao đây, hãy kể đi. Chuyện nó dài dòng. Nhà tôi nước máy nó cứ đen ngòm, tắm lên người hôi lắm. Bảo sao tôi thấy ông bốc lên mùi hôi khàm. Ôi, từ nay ông cứ thoải mái sang nhà tôi tắm. Ở nhà tôi thì toàn nước nơi sạch hồ. Giờ đây hạnh phúc duy nhất trong đời chính là được đi tắm. Người thơm ra phố chắc chắn rất nhiều. Ở đây có nước ấm áp tắm rửa thoải mái. Giờ thì em lại thành hot boy đẹp trai. Hello yeah. Đi đâu vậy? Tôi đi đổ rác này. Đổ rác á? Thôi đi đi đi. Rồi món ông nấu tuyệt vời, tặng ông bó hoa tươi thấp thoáng bên cầu hôn. Ôi hải con bật nhảy mà tháng này tuyệt quá. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Thái ơi ông thật vội, Thái ơi ông có lỗi khi làm ướt người tôi, áo quần có mùi hôi. Về vợ lại lên gối cho tôi vào tắm gội rồi xem tiếp ông ơi. Việt Nam vô đây có người như đây, thật lòng ở nhà chẳng bằng bên đây. Cả người nhẹ nhàng tựa như mây, người tôi giờ đây thơm tho đây này. Chẳng bù ngày hôm qua mình giờ nhìn lại mình thì xinh thơm, tưởng ai đẹp trai khi trông ơi ai. Ngày qua anh đã đi với con nào, tôi thấy mùi thơm lắm. Và tuần qua thấy anh có ở nhà mà không tắm. Chờ bình nước nóng anh tắm cho vợ xem ngay. Vừa phải tôi tiền điện cứ văng ngoài đây. Giờ về không may đã bị giặt, còn bị vợ đánh ra nông nỗi này đây. Những lần được tắm bên kia thích thật lười. Lại định đi đâu? Đi sang kia xem bóng đá. Ê, con đá từ từ thôi. Chả nhường bố. Hai bố con ra làm gì mà cãi nhau tỏi như thế? À đá bóng à? Nào. Anh được bố à, anh được bố. Ôi ôi. Bạn ơi. À, ngồi đi bạn. Ôi giời, nước sôi lửa bỏng anh ngồi nào được. Cho tôi đi vệ sinh nhờ cái. Ông đi đi. Cô chào mẹ. Tại sao anh ở trong đó không thèm hoa trái?
bảo nhau thì ra ông thích sang tắt bên này, thích có bình Ferrari. Bật lên nhanh nóng và cũng an toàn tuyệt đối. Vậy thôi anh nghĩ em hãy nguôi giận em hỡi Ferrari, mình hãy cứ mua về đi. Nhờ Ferrari xong gió qua rồi đón đông về êm ấm. Bình Ferrari cao cấp an toàn tuyệt đối. Từ nay hãy cứ thoải mái mỗi lần đi tắm. Chuẩn năm sao giờ chẳng phải lo điện tăng. Có Ferrari ngại chi đông về. Tiền nướng không lo khi hai ta sắm Ferrari. Đạt chuẩn năm sao điện gió tăng cũng không lo gì. Chẳng phải phân vân hay băn khoăn mỗi khi sử dụng. Tuyệt đối an toàn tiện nghi tối ưu đến mọi người dùng. Dù rén cắm cầm cầm hay tuyến rơi trên đầu. Điều chỉnh nhiệt độ qua xe le đúng theo nhu cầu. Nhiệt ấm quá cao nhưng không sao có cái le an toàn. Thiên đi trong giật từ nay biến tan hết mọi lo toan. Kể từ bây giờ đời luôn sướng vui với Ferrari. Ferrari tự hào đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao.